Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày thứ năm thì nắng nóng vẫn xuất hiện tại nhiều nơi của khu vực Bắc Bộ. Tại Hòa Bình, thậm chí có nắng nóng gay gắt 37 độ. Còn với thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang 35 đến 36 độ. Trời ít mây, nắng rát từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều. Đến chinh phục đỉnh Pha Luông nằm ở phía đông huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La thì quý vị nên tranh thủ đi trong 2 ngày, thứ 5 và ngày thứ 6. Trong 2 ngày này thì từ sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ vừa phải 31 đến 32 độ. Mưa chỉ xuất hiện về chiều tối và đêm. Đến ngày cuối tuần thì thời tiết xấu hơn, mưa có thể xuất hiện cả ngày và có lúc là có mưa to. Xuống Trung Bộ, thứ 5 thì nắng nóng cũng xuất hiện tại các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi với mức nhiệt 35-36 độ. Còn lại thì các nơi khác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Lưu ý về chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện ở một số điểm, có thể kèm theo dông gió mạnh. Tại Huế, nắng nóng sẽ duy trì cho đến ngày thứ 6 với mức nhiệt cao nhất là 35 đến 36 độ. Sau đó thì cuối tuần, nhiệt độ sẽ hạ xuống còn mức 34 độ. Quý vị có kế hoạch tới đây để tham quan trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, tọa lạc bên bờ sông Hương, thì chúng ta nên ưu tiên đi vào buổi sáng khi mà trời còn mát. Cũng nên tránh đi sau 15 giờ chiều vì trời rất dễ xuất hiện mưa dông. Đây là di sản kiến trúc mang đậm dấu ấn kiến trúc Phá, và nơi đây là một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam và là công trình đẹp bậc nhất tại Huế. Du lịch Phú Quốc trong 3 ngày tới thì quý vị cũng cần lưu ý thời tiết sẽ có mưa nhiều về buổi chiều, có ngày mưa to. Nắng chỉ gián đoạn về buổi sáng, không khí mát mẻ, nhiệt độ cao nhất cũng sẽ không quá 30 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.